Hiện tại, Trung tâm Giám sát Điều hành Giao thông thành phố Đà Lạt đã tích hợp được 35 mắt camera chất lượng cao đặt ở các tuyến đường chính và nút giao thông trọng điểm. Trong đó, 25 mắt camera đặt tại 7 vị trí có tín hiệu đèn giao thông, 7 mắt camera được lắp đặt trên những tuyến đường là cửa ngõ ra vào thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, một số mắt camera khác của Công an tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Đà Lạt cũng được tích hợp vào hệ thống nhằm chia sẻ dữ liệu, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và các hành vi khác. Riêng đối với các trường hợp vi phạm tại các cái vị trí thì hệ thống sẽ tự động ghi nhận lại các cái hình ảnh cập nhật vào kho vi phạm gửi hệ thống và thông báo ra cái thông báo cho đến người vi phạm biết để mà thực hiện cái nghĩa vụ xử lý vi phạm theo quy định. Tại Trung tâm Giám sát Điều hành Giao thông, lực lượng chức năng sẽ túc trực 24/24 giờ. Thông qua hệ thống camera và loa thông minh được kết nối với đường truyền, việc điều tiết hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt vào giờ cao điểm sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện ngay tại trung tâm. Chính nhờ những hình ảnh được ghi lại từ camera nên không chỉ giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông thuận tiện trong việc xử lý các hành vi liên quan đến trật tự an toàn giao thông, mà còn chỉ rõ những lỗi vi phạm của người tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Việc sử dụng camera trong xử lý vi phạm giao thông không những người tham gia giao thông mà còn được các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đồng tình ủng hộ. Tôi thấy cái việc lắp cam phạt nguội này, các ngành chức năng làm việc lắp những cái cam phạt nguội này là nó rất hữu ích. Những cái điểm, những camera đó mình cứ chấp hành đúng luật giao thông. Ví dụ những nơi rẽ trái, rẽ phải hay là những tốc độ đèn xanh, đèn đỏ là không có những trường hợp vượt ẩu. Camera phạt nguội thì rất là hữu ích và cần thiết cho những người tham gia giao thông. Doanh nghiệp rất là ủng hộ trong cái việc mà tuyên truyền và phổ biến để đảm bảo an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe. Mỗi sáng lên ca, đội ngũ chúng tôi, phòng điều hành đều có thông báo trên group Zalo và thông báo để cho anh em nắm bắt tình hình và hưởng ứng cộng tác để giữ gìn an toàn giao thông cho cộng đồng. Trong thời gian tới, nhiều mắt camera có chất lượng hình ảnh rõ nét cả ngày lẫn đêm sẽ tiếp tục được Công an thành phố Đà Lạt tích hợp, truyền tải hình ảnh dữ liệu về Trung tâm Giám sát Điều hành Giao thông, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống camera đem lại. Với Trung tâm Giám sát và Điều hành Giao thông thành phố Đà Lạt, thì hiện tại đội cảnh sát giao thông chúng tôi cũng tăng cường quản lý và điều hành công tác giao thông, đặc biệt là trích xuất hình ảnh để xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông trên địa bàn. Đồng thời trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đề xuất mở rộng tại các cái giao lộ trên địa bàn thành phố để phục vụ cái công tác xử lý vi phạm. Qua đó nhằm cái công tác là tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đối với người tham gia giao thông trên địa bàn, đồng thời là cũng phục vụ cho cái công tác điều hành giao thông từ xa, phòng chống ùn tắc giao thông trên các cái tuyến và giao lộ trọng điểm. Việc đưa Trung tâm Giám sát Điều hành Giao thông thành phố Đà Lạt vào hoạt động sẽ có phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân và du khách, giúp lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm giao thông. Dữ liệu từ camera cũng sẽ là tài liệu chứng cứ quan trọng để lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng Đà Lạt là thành phố du lịch thân thiện, hiền hòa và mến khách.